Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với buổi nhận định và dự đoán vui vẻ của Mê Bóng Đá. Và anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trong những trận đấu có thể nói rằng là hot nhất ở cái vòng đấu thứ 3 này. Đó chính là cặp đấu giữa MU với Liverpool. Trận đấu này Liverpool sẽ đến làm khách trên sân của Old Trafford MU nha anh em. Đầu tiên thì Mê Bóng Đá xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ Mê Bóng Đá trong những bài nhận định vừa qua. Và anh em nào yêu mến Mê Bóng Đá thì anh em có thể đăng ký làm hội viên của kênh YouTube Mê Bóng Đá, hoặc là anh em có thể donate cho Mê Bóng Đá qua QR Banking. Và anh em cũng có thể gửi những phần quà ngay tại video này bằng chức năng là gửi lời cảm ơn cho kênh Mê Bóng Đá. Những lượt đăng ký và những lượt donate của anh em sẽ tiếp thêm động lực cho Mê Bóng Đá ra thêm nhiều video nhận định cho anh em xem và tham khảo vui vẻ. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài nhận định nha. Đến với trận đấu này thì anh em thấy rằng phong độ của Liverpool hay là phong độ của MU ai hơn? Tôi nghĩ rằng là Liverpool là đội bóng thật sự đang rất đáng sợ và tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ đối với MU nha anh em. MU thì anh em thấy rồi, mỗi năm năm nào cũng như vậy thôi. Tôi là một trong những fan MU chính nghĩa nha anh em, nhưng mà tính tới điểm hiện tại tôi vẫn ngao ngán với những màn trình diễn của MU. Không biết anh em có như tôi hay không chứ tôi rất là nản MU anh em. Và ở trận đấu này, đa số là những trận đấu của MU đá trên sân nhà trong khoảng thời gian vừa qua là đều thua anh em. Dù cho đá ở đội bóng lớn hay đội bóng nhỏ thì MU đều làm cho chúng ta không mấy mà lo lắng. Phải nói với anh em luôn rằng là những anh em nào mà yêu mến MU trong từ xưa cho tới nay, đến bây giờ phải ngao ngán dưới thời của Erik ten Hag. Mua rất nhiều cầu thủ và không sử dụng được một cầu thủ nào, tốn rất là nhiều tiền. Chính vì vậy mà ở trận đấu này, MU sẽ phải gặp nhiều khó khăn với đối thủ của họ là Liverpool. Liverpool vừa chia tay huấn luyện viên Klopp nhưng mà họ lại có một cái màn trình diễn cực kỳ hay và một cái lối chơi nó mới và làm cho tôi cảm giác được rằng là ông huấn luyện viên mới này ổng đã khai phá được anh em, khai phá được Mohamed Salah và những cầu thủ khác của Liverpool. Ngày đã mạnh rồi, ngày này nay còn mạnh hơn anh em. Đến với trận đấu này thì huấn luyện viên Slot của tân huấn luyện viên của Liverpool thì ông sẽ đá với một cái sơ đồ chiến thuật là tôi nghĩ là sẽ công toàn diện nha anh em. Với cá nhân và quan điểm của Mê Bóng Đá rằng nghĩ rằng ở trận đấu này MU sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn trước một đối thủ có một phong độ cực kỳ cao tại ngoại hạng Anh lần này. Liverpool đã có 2 chiến thắng 2-0 trong 2 lượt trận đầu tiên tại ngoại hạng Anh. Thì điều này đã cho thấy rằng là Liverpool đang có một cái phong độ cực kỳ cao. Và theo cá nhân của tôi khi xem Liverpool đá, tôi cũng nhìn nhận được rằng là năm nay Liverpool đá khác hơn rất là nhiều. Không bế tắc trong mọi tình huống nữa, Liverpool đá đa dạng vì cái lối tấn công hơn và việc kiểm soát cục diện trận đấu của Liverpool cũng tốt hơn. Phải nói rằng là khi huấn luyện viên Klopp đi á, thì tân huấn luyện viên mới của Liverpool, ông Slot này thì cũng đã tiếp quản được những cái giá trị của Liverpool và cũng như là ông đã vẫn giữ được nha anh em, vẫn giữ được cái lối chơi thường có của Liverpool. Nhưng cái điều mà MU không làm được ở đây là không có được một cái lối chơi riêng trong mọi trận đấu. Từ khi mà Alex Ferguson không còn dẫn dắt MU thì anh em chúng ta đã không còn xem được MU có được một cái lối chơi thường thấy như hồi xưa nữa. MU đã qua quá nhiều cái tân huấn luyện viên rồi anh em, và không có ông nào ra hồn hết, nói thẳng là như vậy với anh em luôn. Anh em nào mà yêu mến Erik ten Hag thì cho tôi xin lỗi anh em, chứ Erik ten Hag chưa đủ trình để có thể dẫn dắt MU. Và những gì mà Erik ten Hag đang làm cho MU là càng ngày càng đi xuống chứ không phải càng ngày càng đi lên nha. Mặc dù nhân sự của MU không phải là những nhân sự dởm anh em, toàn là những cầu thủ chất lượng không mà Erik ten Hag lại không cầm được. Phải nói rằng là Erik ten Hag không đủ trình để dẫn dắt MU. Quay lại với trận đấu này thì anh em thấy rồi, những gì mà anh em chúng ta nhận định là nó đều có cơ sở và nó đều có bằng chứng hết anh em. MU đã có những cái thành tích tệ hại, đặc biệt là rằng là trận đấu ra quân đầu tiên với Fulham. Một trận đấu mà tưởng chừng như là MU sẽ kiểm soát hết cục diện trận đấu, nhưng mà MU sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Fulham thôi. Và đến lượt trận thứ hai lại thua bất ngờ Brighton. Tôi không hiểu sao ở trận đấu đó MU lại thua Brighton, một trong những trận đấu mạt nhược. Những phút đầu tiên của MU trước Brighton thì khá là ổn, nhưng về những phút gần cuối thì MU thậm chí là chơi thật sự tệ, đánh mất mình đi. Chính vì vậy mà tôi nghĩ ở trận đấu này MU sẽ vẫn nguyên như cũ anh em, rất khó có thể giành chiến thắng trước Liverpool. Cùng lắm là nếu mà để nói mà hay á, thì MU sẽ cầm hòa được Liverpool thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái trận đấu như thế này thì Liverpool không thể để cho MU cầm hòa và MU sẽ phải gặp nhiều khó khăn trước Liverpool. Thì chính vì vậy mà ở trận đấu này Mê Bóng Đá dự đoán rằng Liverpool sẽ có 3 bàn thắng vào lưới của MU và MU sẽ có 1 bàn thắng vào lưới của Liverpool. Thì trận đấu này Mê Bóng Đá dự đoán sẽ có tổng số bàn thắng là trên 3 nha anh em, 4 bàn thắng đó. Thì
Kết quả dự đoán tỷ số của mê bóng đá dự đoán ở trận đấu này, Liverpool sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 nha anh em. Hiệp thi đấu đầu tiên thì sẽ là tỷ số 2-1 dành cho Liverpool, và đến hiệp thi đấu thứ hai thì Liverpool sẽ kết liễu MU trong một vài tình huống tấn công nữa. Và các chuyên gia nhận định bóng đá về châu Á và cũng như là châu Âu, họ có một cái đồng quan điểm là dự đoán về phần trăm chiến thắng của Liverpool nhiều hơn so với MU nha anh em. Tôi đọc tổng sơ cho anh em về cái hầm hầm về cái phần trăm thôi, tại vì hai cái phần trăm của các chuyên gia này nó khác nhau. Về tổng số mà phần trăm dự đoán Liverpool thắng ở trận đấu này là hơn 60%, còn MU giành chiến thắng ở trận đấu này là chỉ có hai mươi mấy, gần 30% thôi anh em, còn 5-10% nó sẽ thuộc về kết quả hòa. Nhưng mà các chuyên gia cũng có nhấn mạnh rằng, và cũng như là tôi đồng quan điểm với các chuyên gia nhận định bóng đá đó anh em, thì ở trận đấu này nó sẽ không có kết quả hòa đâu. MU sẽ phải tấn công, phải có điểm, bởi vì MU đã mất 3 điểm rồi. Liverpool thì đang có một phong độ cao, họ muốn có 3 trận thắng liên tiếp, cho nên ở trận đấu này sẽ có thắng thua chứ khó hòa lắm anh em. Cho nên trận đấu này tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bàn thắng từ 3 trái đổ lên, và Liverpool mỗi khi họ có bàn thắng thì họ sẽ có thêm một bàn thắng nữa. Nhưng mà đặc biệt ở trận đấu này, Liverpool á, mà đá với MU á, anh em phải chú ý cái điểm này nè. Những cái trận đấu vượt qua của trong những năm qua của Liverpool với MU, Liverpool thường có từ 2 bàn thắng trở lên, và trận đấu của Liverpool với MU sẽ luôn luôn có từ 3 bàn thắng trở lên nha anh em. Không phải tôi nói luôn luôn á, nhưng mà nó thường nó sẽ là từ 3 bàn thắng trở lên. Cho nên ở trận đấu này tôi nghĩ cùng lắm nó sẽ là 3 bàn thắng, và nhiều nhất nó sẽ là 4 bàn thắng anh em. Từ 3 tới 4 bàn thắng là sẽ có nhiều khả năng xảy ra. Cho nên ở trận đấu này tôi đưa ra cái quyết định và nhận định dự đoán, và theo quan điểm cá nhân của tôi rằng là Liverpool sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 nha anh em. Tổng số bàn thắng của trận đấu này sẽ là 4, từ 3 tới 4 trái đổ lên. Thì không biết quan điểm cá nhân của anh em ra làm sao ấy, chứ đó là những gì mà tôi nhận định và dự đoán. Còn quan điểm của anh em ra làm sao, như thế nào thì anh em cũng có thể để lại bình luận em dưới video nha. Và tôi đến với một trong những cái thông tin nữa dành cho anh em, rằng là phong độ của MU 5 trận gần nhất thì MU có một cái phong độ khá là tốt so với những gì mà MU ảo tưởng nha anh em. Trong 5 trận gần nhất thì MU chỉ có 2 trận thắng thôi. Một trận thắng với Fulham với một trận thắng với Real Betis trong trận đấu giao hữu, còn Fulham là trận đấu chính thức. Còn 3 trận đấu mà MU thua đó chính là thua Brighton gần nhất nè, thua Man City và thua Liverpool. Và tiếp theo nữa rằng về phong độ 5 trận gần nhất của Liverpool là chỉ có duy nhất là một trận hòa thôi nha anh em. Còn 4 trận đấu còn lại của Liverpool là đều giành chiến thắng nha anh em. Và 2 trận đấu mà tôi thấy là Liverpool chơi hay và nhập cuộc trong những trận đấu chính thức á, đó chính là 2 trận đấu của với Brentford và trận đấu với Ipswich, thì Liverpool đều giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và Liverpool hiện tại đang dương 4. Còn xét về thành tích đối đầu giữa Liverpool với MU á anh em, thì Liverpool đã có thắng 2 và tới 3 trận đấu hòa nha. Những trận đấu hòa là không đều và hai đều, thì anh em thấy không, ít nhất chỉ có một cái trận vào 2023 thì là không đều thôi, còn như những trận khác là từ 3 trái đổ lên hết anh em. Cho nên là trận này tôi nghĩ cũng sẽ là từ 3 trái đổ lên đó. Còn về nhân sự và lực lượng của MU hay Liverpool có nhiều sự thay đổi không ở trận đấu này, thì theo những cái thông tin mới nhất và cập nhật của tôi á, thì MU sẽ không có sự phục vụ của Luke Shaw, Yoro, Malaysia vì do chấn thương nha anh em. Những cái tên cũ này là chấn thương, không có nhiều sự thay đổi. Còn lực lượng của Liverpool là hoàn toàn hùng mạnh nha. Liverpool năm nay phải nói là chơi rất bay và phong độ hiện tại cực tốt của Mohamed Salah. Và MU sẽ với một cái đội hình dự kiến của MU, tôi đọc sơ qua cho anh em cái đội hình dự kiến luôn để anh em có thêm một cái thông tin tham khảo. Dự kiến này cũng gần như là hết 80-90% rồi nha anh em. MU thì vẫn là thủ thành Onana, và những cái tên như là Maraoui, De Ligt, Martinez, Lisandro Martinez, Dalot, Casemiro, Mainu, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho và Zidane. Còn bên phía Liverpool sẽ có những cái tên mà anh em chúng ta thường thấy như là Alisson Becker, Van Dijk, Robertson, Alexander Arnold, Konate, Szoboszlai, Mark Allister, Gavin Bale, Mohamed Salah, Diogo Jota và Diaz. Và đó là những gì về quan điểm và nhận định về cá nhân của mê bóng đá thôi. Còn mê bóng đá vẫn rất là muốn xem những cái phần nhận định về cá nhân quan điểm của anh em ở trận đấu này giữa MU với Liverpool.
thì anh em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video nha. Anh em đừng quên chia sẻ, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video nhận định mới nhất của Mê Bóng Đá và ủng hộ Mê Bóng Đá nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.